Vị trí của 30 chữ cái trong sự kiện thu thập chữ cái năm mới. 30 chữ cái nó sẽ nằm rải rác ở plaza, khu cắm trại, khu nhà ở và khu trung tâm. Chữ cái đầu tiên ở plaza đó chính là cửa hàng thú cưng. Chữ thứ hai ở trên thùng gỗ ngay chú bán cá. Thứ ba là chữ A trên ghế đỏ ở bãi biển. Thứ tư là chữ E ở chỗ quầy nước chanh. Thứ năm là chữ S ở tiếp viên hàng không. Thứ sáu là chữ T ở chị thông tin. Thứ bảy là chữ A ở bốt điện thoại trước nhà ma. Thứ 8 là chữ F ở trong cái phao trên bể bơi phía trên Game Center. Thứ 9 là ở phía trước nhà hát. Thứ 10 là ở lầu 2 bên trong nhà hát. 11 là ở bên trong cửa hàng xe, bước vào trong là bên tay phải nha mọi người. 12 là bên trên mái nhà tòa nhà Game Center, mọi người lấy bằng cách là đi khinh khí cầu nha. 13 là chỗ khu trò chơi cầu tuột. 14 là ở trên lầu 2 trung tâm mua sắm ở bên tay trái. 15 là trên thuyền nhỏ ở ngoài hố xanh. Tiếp theo là ở khu vực căm binh. Chữ thứ 16 nằm trên cái cây trên đường leo tháp. 17 nằm ở trong đống lửa trại bên tay trái. Chữ thứ 18 nằm ở phía sau ngôi nhà căm binh. Chữ thứ 19 nằm ở chỗ ông lão ghép bếp. Tiếp tục là khu hometown. Chữ thứ 20 ở trạm y tế. 21 ở phía sau tòa nhà cứu hỏa. 22 ở tiệm cà phê Garden. Và cuối cùng là khu trung tâm. Chữ thứ 23 ở trước tiệm tóc Cha Hong trên mặt đường. Nó rất là khó nhìn luôn á, cho nên là mọi người phải để ý kỹ nha. Chữ thứ 24 nằm ở trong tiệm tóc phía sau cái ghế gội đầu á. Chữ thứ 25 ở bên hông cửa hàng Lotteria. 26 nằm ở trong rạp chiếu phim phòng cinema số 2 nha. Chữ 27 nằm ở sân vận động. 28 nằm ở trong siêu thị ngay cái quầy bánh ngọt. Chữ 29 nằm ở trong tòa nhà Vani lầu 2 ở ngay cái tiệm cà phê. Và chữ thứ 30 nằm ở trong đồn cảnh sát, phòng của cảnh sát trưởng nha mọi người. Cái sự kiện này nó khá là quằn, bắt chúng ta chạy tới chạy lui khắp nơi, giống như là đang đi tìm mật thư vậy á. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có một cái nón len nè, một cái áo chim cánh cụt và một chiếc xe gỗ trực tiếp rất là dễ thương. Tiêu đã chỉ hết những cái vị trí cho mọi người rồi đó. Việc của mọi người là chỉ cần làm thôi, thì tội tình gì mà không làm, đúng không?